chào đón quý vị và các bạn đến với chương mục ẩm thực ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, không biết là các bạn ở ngoài miền Bắc có cảm nhận được cái không khí se lạnh của thời tiết đang giao mùa hay không? Và từng đợt không khí lạnh đang đẩy lùi đi, không khí lạnh của gió mùa Đông Bắc đẩy lùi đi cái mùa thu. Và với cái thời tiết như thế này thì những món ăn hay thức uống có vị hơi cay cay chút xíu thì rất được quý vị và các bạn ưa chuộng, phải không nào? Và đặc biệt là ở Hàn Quốc thì vào những mùa này thì người dân Hàn Quốc thường là quây quần bên nhau một cái lẩu bốc khói và họ gấp cho nhau những cái miếng kim chi cay cay thật là ngon, không mà. Và sau bữa ăn thì họ thường dùng một chén nước quế như thế này. Đây là một loại thức uống rất là đặc trưng của người Hàn Quốc. Vì vậy mà hôm nay Dũng muốn giới thiệu quý vị và các bạn một loại thức uống rất là đặc biệt này. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay nha. Xin chào chị. Chào anh Dũng. Chị có thể giới thiệu tên và hiện nay là chị đang công tác ở đâu mà? Dạ vâng. Mình tên là Vũ Phan Diễm Chi, hiện là nhân viên văn phòng. Rất hân hạnh có mặt trong gian bếp của Sức Sống Mới hôm nay để chia sẻ món nước quế của Hàn Quốc. Tên Hàn Quốc có tên là Su Joon Hwa. Su Joon Hwa, một cái tên cũng rất là đẹp đúng không nào? Và hôm nay thì chị sẽ giới thiệu khán giả món nước quế này. Thì trước tiên thì mình phải giới thiệu sơ về cái nguyên liệu của món nước này không? Vâng, anh Dũng ạ. Thành phần cũng rất đơn giản anh Dũng ạ. Trước tiên đây là quế, ta nên chọn loại dày như thế này mới là loại ngon. Và đây là đường cát của Hàn Quốc. Đường có màu vàng sẽ tạo một màu caramel cho nước quế và sẽ tạo một cái hương vị rất là đặc biệt. Chúng ta không thể nào dùng đường cát của mình được không anh chị ạ? Chúng ta có thể thay thế bằng đường phèn thì sẽ có vị ngọt và thanh. Thanh hơn, đúng rồi, đúng rồi. Và sau đó là gừng. Củ gừng, một củ gừng như thế này. Không, bây giờ chúng ta sẽ nấu đúng không chị Kim? Để nấu nước quế thì chúng ta cần một nồi nước lọc. Thì hôm nay chị nấu là dùng một lít nước lọc. Một lít thôi, đúng rồi. Sau đó là chúng ta sẽ cắt lại lát gừng. Gừng thì chúng ta sẽ rửa sạch và gọt nhỏ đúng không chị? Vâng. Đối với một lít nước lọc thì chúng ta cho khoảng 3 hoặc 4 lát gừng là vừa. Gừng thì có tác dụng là làm ấm bụng. Ấm bụng, dễ tiêu hóa đúng không ạ? Vâng. Chúng ta chỉ cần 4 lát thôi. Dạ. Dũng tưởng dùng nguyên củ luôn chứ. Không, gừng thì rất là nóng cho nên là mình chỉ cho để có hương vị thôi. Hương vị thôi. Sau đó là mình sẽ cho quế. Quế thì trước tiên thì chúng ta sẽ rửa ra cho nó sạch rồi sau đó. Vâng. Anh Dũng giúp chi. Chúng ta sẽ bẻ ra từng miếng như thế này và rửa sạch. Chúng ta có cần ngâm để lâu không chị Chi? Dạ không, nếu mà ngâm thì quế sẽ ra mùi. Cho nên là mình chỉ cần rửa sơ cho nó sạch cát thôi. Chúng ta sẽ rửa sơ thôi. Và sau đó thì chúng ta để ráo. Bây giờ mình có thể cho vào. Chị Chi nè, khi mà sử dụng quế một làm thức uống trong hàng ngày thì nó có tác dụng như thế nào chị? Công dụng của quế là làm ấm bụng. Thì ngày xưa ông bà ta thường để thường cho quế và gừng vào tách trà nóng để uống. Ngoài ra quế còn có tác dụng là làm lọc thanh lọc cơ thể, làm giảm và ngăn ngừa bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ đột quỵ do bệnh tim. Quế cũng còn có tác dụng là làm giảm cholesterol nữa đó anh Dũng. Hay quá vậy, một thức uống đơn giản mà chị cũng rất là nhiều bệnh. Mà Dũng còn được biết là một cái bí quyết này chắc các bạn nữ sẽ rất là yêu thích đây. Dùng một quế và nặng thêm một tí chanh đó, chúng ta hòa đều. Và khi chúng ta có mụn thì chúng ta chỉ cần chấm lên cái phần mụn đó thôi, thì cái mụn mụn đó sẽ bay mất đi và giữ cho các bạn một cái làn da thật là đẹp đấy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì nữa hả chị? Chúng ta sẽ nấu cho quế và gừng ra mùi thơm. Rồi, thì chúng ta sẽ nấu trong bao lâu chị? Nấu trong khoảng chừng là 20 phút. Và nấu với lửa riêu riêu là được. Và bây giờ thì Dũng hỏi chị nè, lý do nào chị nấu được cái món nước uống này vậy chị? Chắc chị là yêu thích thứ nhất là phim Hàn Quốc, hay là phong cảnh Hàn Quốc, hay là con người, hay là món ăn chẳng hạn. Thật ra thì chị có một khoảng thời gian là 8 năm làm cho một công ty liên doanh của Hàn Quốc. Thì một thời gian khá dài để chị có thể học hỏi về phong tục, về phong cách và về các món ăn của Hàn Quốc. Thì món nước quế này là chị học được là do thường đi ăn ở các nhà hàng Hàn Quốc. Để mà sử dụng nước quế này thì Dũng thấy cũng đâu có tốn nhiều tiền đúng không chị? Vâng. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể dùng quế được, bởi vì là quế thì rất là nóng. Cho nên là sau mỗi bữa ăn thì người Hàn Quốc họ thường uống một vài ngụm thôi. Và đặc biệt đối với người có tiền sử là bị bệnh chảy máu cam thì nên hạn chế dùng nước quế. Và chúng ta sẽ nấu trong bao lâu thưa chị? Mình nấu trong 20 phút. 20 phút. Khi mà quế và gừng dậy mùi thì chúng ta có thể cho đường vào. Cho đường vào phải không ạ? Dạ, xin mời chị.
Rồi, xong. Đối với một lít nước như thế này thì chúng ta có thể cho 3 muỗng đường. Bởi vì đây là đường của Hàn Quốc, đây là đường tinh khiết và cái vị ngọt rất là đậm đà. Rất là đậm đà. Dạ. Đường sẽ tạo một cái màu caramel cho nước quế và tạo một cái hương vị rất là đặc trưng. Khi lát nữa anh Dũng nếm thì sẽ thấy, sẽ cảm thấy được cái hương vị của nó đúng không nào? Dạ. Ba muỗng thôi. Không cần phải quá ngọt mà không cần lạt đúng không chị? Vừa. Vâng, tùy theo sở thích của mỗi người. Uống vừa hoặc là uống ngọt mà mình có thể gia giảm. Và bây giờ Dũng thấy là bên đây là chị đã chuẩn bị cho sẵn Dũng một cái nồi nước quế đúng không nào? Bây giờ chị có thể múc cho Dũng một chén được không? Nước quế thì mình có thể dùng hai cách, uống theo hai cách, tức là uống nóng hoặc là uống lạnh. Nếu mà uống nóng thì người Hàn Quốc thường uống vào một cái chén nhỏ. Còn nếu mà uống lạnh thì mình nấu cái vị ngọt nó đậm đà hơn một chút, rồi sau đó mình cho đá bào. Đá bào vâng. Đây là một cái thức uống mà dùng sau cái bữa ăn thì rất là tốt đúng không chị Chi? Và bây giờ thì trước đây thì Dũng đã thử dùng rồi, nhưng mà Dũng dùng dưới đá thôi, nhưng mà Dũng chưa bao giờ dùng nóng hết. Anh Dũng coi chừng bị nóng đó nha. Anh Dũng thấy sao? Cái vị thơm rất là đậm đà, nó cộng thêm cái mùi gừng nữa và nó hơi cái cây nồng nồng, đúng không nào? Vâng, the thơm thơm, rất là thú vị. Mà cái mùi quế này Dũng nghĩ là hầu như là mọi người đều thích cái mùi vị này. Tại vì nó làm cho chúng ta cảm thấy là thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Anh Dũng biết không, Chi nấu món quế này cho bà ngoại dùng thử. Thì sau khi uống thì bà ngoại rất là thích. Và bây giờ thì tối nào bà cũng nấu sẵn một nồi nước quế và bỏ vào bình thủy. Một lần nữa thì cảm ơn Chi rất là nhiều và đến đây chia sẻ một cái món thức uống rất là ngon và có nhiều cái dinh dưỡng như thế này. Xin cảm ơn Chi. Xin cảm ơn nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, như bạn Chi vừa nói thì trong gia đình chúng ta nếu có người lớn thì các bạn nên nấu một bình sẵn để sáng cũng như là mẹ chúng ta hay là bà ngoại, bà nội đi tập thể dục dưỡng sinh xong trở về rót ra một ly thật là nóng uống vào thì cơ thể cảm thấy rất là thoải mái và nhẹ nhàng phải không ? Và Dũng xin chúc cho quý vị và các bạn chúng ta lúc nào cũng là những người con trong gia đình thật là có hiếu.